Chào mừng các bạn tham gia buổi livestream cùng với tôi trong một chương trình với chủ đề khởi nghiệp thành công bằng NLP. Như đã thông báo thì đúng 9:30 chúng ta sẽ bắt đầu. Và bây giờ thì tôi đang chờ đợi các bạn, những người cũng đã biết chương trình này và tham gia, để chúng ta có thể trao đổi, chúng ta có thể thảo luận nhằm tìm ra cái chìa khóa, tìm ra cái bí quyết, những cái nguyên lý để chúng ta khởi nghiệp thành công, hay là dù chỉ là cái kinh doanh, cái mô hình của mình thành công. Chào bạn Nguyễn Trang và một vài bạn đang xem đây thôi, và chào các bạn. Bạn Phương Anh, chào bạn. Các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình đi ạ. Bạn Trương Xuân Bách, các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình, những người mà đang kinh doanh, đang chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Bởi vì tất cả những gì mà tôi chia sẻ với các bạn là những tâm huyết của một nhà huấn luyện, của một người huấn luyện doanh nghiệp, của một người huấn luyện phát triển bản thân. Cho nên các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình để họ biết những nội dung này. Có rất nhiều điều thú vị và giá trị cực kỳ thiết yếu nữa. Nó liên quan đến đời sống cá nhân, nó liên quan đến tình hình kinh doanh của các bạn, nó liên quan đến vấn đề của doanh nghiệp của các bạn, nó liên quan đến mô hình kinh doanh của các bạn hiện nay đang có vấn đề gì. Rồi, chào bạn Ngọc Mai. Chào bạn. Và các bạn có biết không ạ, cái tổng kết của năm 2018 vừa rồi, cái tỷ lệ mà doanh nghiệp chết đi so với doanh nghiệp thành lập mới á, nó nhiều hơn gấp nhiều lần. Và rồi thì gần đây những cái quảng cáo trên Facebook của thầy Lê Thẩm Dương, thì thầy nói rằng gì? Những doanh nghiệp thành lập xong nhưng 95% sau đó thì đóng cửa rồi phá sản. Tại sao có một cái tỷ lệ lớn như vậy? Chúng ta thì không có những cái kỹ thuật hay là mình có cái chức năng để đi tổng kết. Nhưng mà ta nhìn thấy này, chỉ cần nhìn ra bạn bè xung quanh chúng ta thôi, họ đang kinh doanh như thế nào. Rồi chúng ta nhìn lại chính bản thân chúng ta, khi mà đã tạo ra những cửa hàng kinh doanh, tham gia vào những mô hình kinh doanh, rồi là góp vốn vào cùng khởi nghiệp, rồi bây giờ thì ra sao. Tất nhiên là xin được chúc mừng những bạn mà đang có cái sự nghiệp rất là thuận lợi. Nghĩa là gì? Thị trường đang rất chào đón, thị trường đang sử dụng rất tốt những dịch vụ, những sản phẩm của các bạn. Và nhờ đó các bạn có doanh thu, nhờ đó các bạn có lợi nhuận. Và cái không khí của doanh nghiệp các bạn nó đang rất là sôi động, nó đang rất phấn khởi và đang rất lạc quan. Và tôi chỉ muốn bổ sung thêm điều này. Nếu như doanh nghiệp của các bạn đang nhờ một cái làn sóng của thị trường, đang nhờ một cái nhu cầu của thị trường, mà doanh nghiệp của mình đang kiến tạo ra một vị thế, thì hãy dành một phần thích đáng để đầu tư vào đội ngũ nhân sự cho doanh nghiệp mình. Dành một phần thích đáng trong cái lợi nhuận của doanh nghiệp để đầu tư vào từ đội ngũ CEO quản lý của doanh nghiệp, cho đến đội ngũ quản lý, cho đến đội ngũ nhân sự, nhân viên bên dưới. Bởi vì trong một bài chia sẻ về gọi tam giác sức mạnh của doanh nghiệp, trong một cái tam giác chia sẻ về sức mạnh doanh nghiệp, thì tôi đã chia sẻ các bạn rồi, người nhân viên đi với chủ doanh nghiệp ấy, người ta chỉ có mỗi 3 câu hỏi thôi để người ta sẽ đi theo này. Một, đi với người chủ doanh nghiệp này, đi với cái doanh nghiệp này thì tương lai sự nghiệp của mình có bền vững hay không. Người ta chỉ có một cái câu hỏi đầu tiên là phải người ta phải hỏi như vậy. Và bạn thấy đấy, bao nhiêu người đi làm công ăn lương, lương thì không đủ sống, nó vừa phải thôi, nhưng họ không bao giờ bỏ việc. Mặc dù thì lúc nào họ cũng phàn nàn rằng lương thấp không đủ sống, nhưng họ không dám bỏ việc. Bởi vì sao? Bởi vì ở những công ty, ở những doanh nghiệp, ở những cái cơ quan hành chính sự nghiệp như vậy, nó đảm bảo một sự ổn định. Và cái nhu cầu con người đầu tiên ấy, là nhu cầu muốn được an toàn,
muốn được an toàn. Cho nên người ta làm ở đâu người ta cũng muốn gì? Ở đâu người ta muốn đặt câu hỏi rằng đi với cái doanh nghiệp này, đi với ông chủ này có bền vững không? Rồi thứ hai này, trả lời được câu hỏi thứ nhất rồi, thì đến cái câu hỏi thứ hai là người ta thỏa mãn hơn, người ta cảm thấy tâm huyết hơn này. Vậy thì đi với doanh nghiệp này, đi với ông chủ này thì cái thu nhập có đảm bảo không? Đảm bảo nuôi sống gia đình mình không? Hay tốt hơn nữa là sau này có giàu được không? Đấy là câu hỏi thứ hai mà những người nhân viên hay những người quản lý hỏi chủ doanh nghiệp. Và cái câu hỏi thứ ba nữa này, nếu hai câu hỏi trên mà đã thỏa mãn được rồi thì họ hỏi tiếp cái câu hỏi thứ ba nữa này, để cho họ hoàn toàn yên tâm, để dốc tâm dốc sức vào này. Đi với doanh nghiệp này, đi với ông chủ này thì mình có được đầu tư phát triển bản thân để nâng cao cái năng lực, để có thể chiếm lĩnh được những vị trí, để có thể phát triển bản thân, các cái kỹ năng cần có ở trong doanh nghiệp để có thể lên những vị trí để cải thiện thu nhập nữa không? Và nếu bạn với vai là một ông chủ, là một giám đốc đang dẫn dắt cái doanh nghiệp của bạn như vậy, trả lời cho họ được ba cái câu hỏi như vậy thì họ không bao giờ, bạn không bao giờ mất quân, không bao giờ mất quân. Và tiếp tục này, thậm chí bạn còn không mất cái điều này nữa này, nếu bạn không trả lời được ba câu hỏi đấy mà khiến họ băn khoăn này, thì dù họ đang ngồi làm việc với bạn này, nhưng mà đầu họ cũng lại cũng nghĩ ra cái bên ngoài cái doanh nghiệp của bạn, để họ đang đi tìm một gì, tìm một phương pháp khác hay tìm một nguồn thu nhập phụ. Như vậy là gì, người cái xác của họ thì ngồi với bạn nhưng cái đầu của họ thì lại để chỗ khác. Như vậy thì họ cũng không toàn tâm toàn ý phát huy hết cái công lực, cái trách nhiệm với doanh nghiệp của bạn. Vì thế doanh nghiệp của bạn mới gì, trì trệ, rồi doanh nghiệp của bạn mới loay hoay, rồi mọi thứ văn hóa nó mới lỏng lẻo, và những cái đó bắt đầu nó mới xảy ra. Làm thế nào để bạn có cái kỹ năng để mà có thể phát hiện được những điều đó ở nhân viên? Là một chủ doanh nghiệp, là một CEO, bạn phải có đầy đủ những kỹ năng đó thì bạn mới đảm bảo gì, rào rậu được, xây dựng được cái doanh nghiệp của mình vững chắc. Nếu không thì bạn cứ rào được cửa trước thì lại thủng cửa sau. Rồi, chào các bạn, bạn anh Phùng Hưởng đây, một doanh nhân đây, cũng đã rất là tích cực dành một phần thích đáng cho cái đội ngũ quản lý hay nhân sự của mình. Chào các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần chính này. Tôi nhớ mãi một cái câu chuyện của người bạn tôi, anh Thái Duy, ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh một nhà huấn luyện doanh nghiệp khởi nghiệp rất là uy tín, uy tín số 1 trong khu vực phía Nam này. Anh kể một cái câu chuyện rất hay mà tôi cứ nhớ mãi và tôi muốn xin chia sẻ với các bạn này. Cái phong trào khởi nghiệp của quốc gia của chúng ta ấy, với mục tiêu của chính phủ là đến năm 2020, tức là năm sau, thì tạo ra 1 triệu doanh nghiệp. Và bây giờ theo thống kê thì độ khoảng hơn 700.000 doanh nghiệp rồi. Cái đoàn quân nó đông như vậy rồi, nhưng mà thực lực thì hỏi xem thực sự là cái sức mạnh nó đến đâu thì chưa tính được. Hay là phần lớn hay là phân nửa gì đấy nó là xác sống, làm thôi chứ không biết là sẽ đi đến đâu. Cứ biết là thị trường đang tiêu thụ thì cứ làm thôi, chứ còn không biết hoạch định doanh nghiệp mình đến thế nào. Vậy thì cái câu chuyện như sau. Có một bạn trẻ hỏi anh ấy rằng là: anh ơi, em đang muốn khởi nghiệp và em cần anh một lời khuyên. Và anh ấy mới bảo rằng: vậy thì em cần lời khuyên gì? Thì bạn đấy mới chia sẻ rằng: em muốn khởi nghiệp và em muốn làm thế nào đó để em có thể chắc chắn được thắng lợi. Vậy thì anh ấy mới hỏi rằng: vậy thì bạn khởi nghiệp như thế nào? Thì bạn trẻ này bảo: em muốn khởi nghiệp nhưng mà em đang thiếu vốn. Và anh hỏi tiếp được: vậy thì bạn cần bao nhiêu vốn? Thì bạn trẻ này trả lời rằng: em cần được khoảng 500 triệu. Rồi, 500 triệu, tốt. Anh hỏi là: vậy thì bạn cần 500 triệu để làm gì? Và bạn buôn bán cái hàng gì? Khởi nghiệp như thế nào? Khởi nghiệp với dịch vụ hay lĩnh vực gì, sản phẩm gì? Thì bạn ấy cho rằng là: em bán một cái sản phẩm đồ hiệu. Bán một cái sản phẩm đồ hiệu. Trước hết thì em dành ra 200 triệu để thuê nhà một năm. Sau đó thì dành 100 triệu nữa để trang hoàng lại cửa hàng. Trang hoàng cửa hàng cho nó đúng, tương xứng với những cái sản phẩm mà bày bán. Và thứ ba nữa là
dành 150 để nhập hàng, để đối vốn để nhập hàng, còn 50 để vốn lưu động. Vốn lưu động thì bao gồm là có là gì, thu nhập chi lương nhân viên này, chi lương cho bảo vệ này, cái cửa hàng đó này. Và sau đó thì anh ấy hỏi bạn trẻ, tôi hỏi bạn một câu, khởi nghiệp là bạn thu lợi nhuận về hay là khởi nghiệp để bạn tiêu tiền đi? Rồi bạn trẻ đó mới suy nghĩ một lúc rồi bảo, thưa anh là ai chẳng muốn khởi nghiệp là để thu lợi nhuận về cho mình. Và anh hỏi tiếp, vậy thì bạn thử nghĩ cái mô hình của bạn, kinh doanh của bạn. Bạn đang khởi nghiệp thế là bạn đang lấy tiền về hay là bạn đang tiêu tiền đi? Tức là bạn dành 500 triệu để 200 triệu tiền nhà, 100 triệu tiền sửa sang cửa hàng, 150 tiền đối ứng vốn để nhập hàng, nhập nguyên liệu, và 50 triệu nữa là chi lương ban đầu cho vài tháng đầu. Thì anh ấy cho biết rằng đấy là bạn tiêu tiền đi đấy. Nhưng bạn trẻ thì nói rằng là không anh, đây là khoản đầu tư chứ. Đây là khoản đầu tư, chúng ta muốn thu lợi nhuận thì chúng ta phải đầu tư chứ. Vậy thì anh nói này, làm sao bạn biết được là khi mở ra cửa hàng đó thì bạn sẽ bán được? Thì bạn trẻ lại trả lời rằng, à em có một niềm tin chứ, em bán hàng thì xịn này, cửa hàng em thì đặt ở mặt phố này, cái phố thì nó đông đúc này, rồi là giá cả của em bán cũng ok này, mọi thứ chuẩn mực như vậy thì người ta phải đến mua chứ. Bao nhiêu bạn ở đây có một cái tư duy khởi nghiệp như vậy các bạn? Bao nhiêu bạn? Và sau rồi thì 6 tháng sau thì sập tiệm, hoặc là cố gắng 1 năm sau rồi là mọi thứ nó cứ chất đầy ra, không ra tiền, rồi cũng gì, nguy cơ đòi tiền nhà năm thứ 2 rồi không có nữa, rồi cũng sập tiệm nốt. Bao nhiêu bạn có cái tư duy như vậy khởi nghiệp? Cứ nghĩ rằng là thị trường bây giờ đang tiêu thụ một cái mặt hàng nó như thế này, và ta thì có cái nguồn nó thấp như thế kia, mang về đây trừ đi cái chi phí ship hàng, trừ đi chi phí quản lý, trừ đi chi phí thuê nhà, rồi là ta ra một cái khoản lợi nhuận. Và khách hàng là cứ nườm nượp ra vào như vậy, và mỗi tháng sẽ ra cần này triệu, cần này chục triệu, cần này trăm triệu. Bao nhiêu bạn đã có cái tư duy như vậy để khởi nghiệp rồi các anh chị? Và thực tế khi các bạn khởi nghiệp ra, hay những người bạn của mình khởi nghiệp ra, nó có đúng như vậy không? Hay là đang vật vã để gì chống chọi với thị trường, đang vật vã để giật gấu vá vai? Vì sao vậy? Bởi vì trong việc khởi nghiệp nó rất nhiều vấn đề mà một người trẻ không thể hình dung nổi. Ngay kể cả những người có rất nhiều kinh nghiệm cũng chưa nhận ra hết được vấn đề. Và bây giờ vẫn đang bằng những cái kinh nghiệm của mình đã trải qua hàng chục năm thì vẫn phải đang chèo chống với thời cuộc hiện nay. Vì thế là cái tỷ lệ gì? Cái tỷ lệ mà doanh nghiệp bị đóng cửa, bị phá sản rồi bị chết, nó tương đương với cái tỷ lệ mà sinh ra. Vậy thì anh ấy trả lời tiếp thế này, bạn tính cho tôi này, để khởi nghiệp thành công thì phải thế này nè bạn này. Nếu bạn bán cái hàng hiệu như vậy, nếu bạn bán đấy là cái hàng hiệu, thì thay vì bạn mở cửa hàng mất 500 triệu, bạn hãy dùng từng cái sản phẩm nhỏ đấy đi bán cho những người bạn của mình trước đi. Nếu bạn bán được cái sản phẩm đấy cho những người bạn của mình rồi, và những người bạn của bạn ấy bắt đầu họ thích cái sản phẩm đấy, và họ bắt đầu là giới thiệu những người bạn tiếp theo của họ mua của bạn nữa, và cho đến khi nào mà cái nguồn khách hàng vững chắc của bạn ấy nó lên được khoảng 200 khách hàng ruột của bạn, đến 500 khách hàng ruột của bạn ấy, thì lúc đấy hãy nghĩ đến chuyện là mang 500 triệu đi mở cửa hàng. Thì lúc đấy bạn mới đảm bảo rằng bạn mở cửa hàng ra là khách ra vào nườm nượp. Vậy bạn có biết là tại sao bạn phải cầm từng sản phẩm đi bán cho từng người bạn mình không? Bởi vì bạn phải có kỹ năng bán hàng. Bạn phải có kỹ năng bán hàng. Mà người ta gọi là bán hàng là bán cái giá trị của bản thân. Bán giá trị bản thân. Và bán cái giá trị của bạn cho họ, và họ trả cái niềm tin của họ cho bạn, khách hàng. Vậy làm thế nào để khách hàng sẵn sàng tin bạn? Khách hàng có tin thì họ mới sẵn sàng trả tiền để mua sản phẩm của bạn. Chưa nói đến câu chuyện là người ta có cần hay không, nhu cầu đã cần hay chưa. Nó còn rất nhiều vấn đề trong cái vấn đề là khởi nghiệp hay là kinh doanh. Vậy thì bây giờ chúng ta nói, thế vậy thì bây giờ khởi nghiệp thì cần cái gì để thành công?
Khởi nghiệp thì cần cái này các bạn này. Trước khi khởi nghiệp, bất cứ một khởi nghiệp, dù là bạn khởi nghiệp ra một doanh nghiệp hay khởi nghiệp ra một mô hình kinh doanh, hay là có thể góp vốn hay là tham gia một hệ thống kinh doanh nào đi chăng nữa, gọi là kinh doanh không đồng hay kinh doanh gì chăng nữa, hãy tập trung vào phát triển bản thân bạn trước. Nó giống như cái việc là gì, bạn hãy đi bán từng sản phẩm một đã, bán được đã, hãy tính cái chuyện là bỏ vốn ra để khởi nghiệp, bỏ vốn ra để thành lập doanh nghiệp, bỏ vốn ra để thuê mặt bằng, bỏ vốn ra để có thể thuê người. Bắt đầu bạn phải biết là gì, học để bạn bắt đầu hiểu được bản thân mình. Bản thân mình tại sao mình lại đang có những cái kỹ năng tư duy như thế này. Bản thân mình tại sao mình lại đang có cái mức thu nhập như thế này. Phải hiểu được chính mình tại sao mình đang có mức thu nhập như này. Nếu mình đang có cái mức thu nhập như thế này thì nghĩa là khởi nghiệp có thành công được không? Nếu mà cái thu nhập mà cứ dưới 20 triệu, khởi nghiệp thất bại. Bởi vì năng lực đến đâu thì chúng ta sẽ thu nhập đến đó. Đấy là cái luật tương đồng mà không thể nào làm khác được. Còn nếu các bạn không đồng ý, đồng ý, tôi đồng ý. Và các bạn, chỉ thế này, tôi không đồng ý với cái giá trị của tôi là thu nhập dưới 20 triệu là tôi khởi nghiệp thất bại. Vậy thì bạn hãy ra ngoài kia, hãy làm trong 6 tháng tới, làm cái thu nhập của bạn tăng gấp đôi, gấp 3, gấp 4 lần đi. Thì tôi sẽ đồng ý rằng là bạn khởi nghiệp sẽ thành công. Còn nếu bạn không thể nào đẩy lên được mà bạn lại hy vọng rằng là bây giờ thuê thêm người, thì hy vọng rằng doanh số nó sẽ tăng lên và lợi nhuận của bạn sẽ đòn bẩy trên những sức lao động của họ. Không có đâu bạn. Bởi vì cái năng lực của bạn như vậy, nếu thuê thêm người thì bạn lại thuê được người trước thì lại hỏng người sau. Bạn đã có cái năng lực để thấu hiểu bản thân mình chưa? Bạn đã có cái năng lực để thấu hiểu người khác kia, người khác chưa khi bạn thuê họ về? Mà thuê họ về thì như phần đầu tôi chia sẻ các bạn, họ sẽ có 3 câu hỏi để hỏi bạn. 1. Đi với bạn có bền vững không? 2. Đi với bạn có giàu không? 3. Đi với bạn có được phát triển bản thân, có thể trở thành những người có giá trị, có ý nghĩa và có năng lực trong xã hội này không? Bạn không trả lời được 3 câu hỏi đấy, họ sẽ rời bạn đi mất. Và bạn cứ liên tục tuyển dụng, liên tục loay hoay chật vật với con số trong doanh nghiệp của mình. Nào, cái năng lực để bạn hiểu thấu được bản thân mình, tại sao mình lại có cái năng lực này, mình đã còn thiếu những cái gì, để bạn bổ sung vào đi, để không bị mất tiền. Còn nếu bạn không có cái năng lực như vậy thì ra cái gì rồi tiền nó cũng hụt mất ngay. Dù có vay được ai vốn đến đâu như thế nào chăng nữa, mở ra doanh nghiệp to thế nào đi chăng nữa, rồi nó cũng quay trở về xuất phát điểm. Tức là gì? Những người thành công người ta đã có một cái câu thế này các bạn này. Doanh nghiệp của bạn, hệ thống kinh doanh của bạn không bao giờ lớn quá được cái khả năng của bạn. Không bao giờ lớn quá được khả năng của bạn. Có thể một giai đoạn thị trường nó làm bùng nổ bạn lên một cái doanh thu nào đó. Nhưng nếu bạn không biết được đầu tư vào đâu, đâu là chìa khóa để có thể duy trì được cái sự phát triển bền vững, thì nó quay trở lại đúng đúng cái xuất phát điểm mà bạn có. Vậy thì cái điều đầu tiên bạn phải hiểu được chính bản thân mình. Rồi từ hiểu được chính bản thân mình vì sao mình lại như vậy, thì bạn sẽ bắt đầu là gì? Rộng ra nữa thì bạn bắt đầu hiểu được người khác ngoài kia. Hiểu được những người xung quanh mình, tức là hiểu được khách hàng, hiểu được bạn bè, hiểu được đối tác, hiểu được cả cái xã hội này, hiểu về người. Bởi vì tất cả những cái gì trong xã hội này đều tạo ra bởi con người. Mà một con người tạo ra thì bởi cái tư duy bên trong, cái bộ não bên trong, thì kiến tạo ra những sự kiện, những hiện tượng, những vấn đề, những xu hướng, những nhu cầu. Rồi, bạn hiểu mình, bạn hiểu người, rồi bạn phải hiểu cái gì nữa? Bạn phải hiểu những cái phương pháp giao tiếp hiệu quả. Cái phương pháp làm sao để kết nối với người khác. Bạn gặp một người lạ, bạn phải có cái phương pháp để giao tiếp thế nào đó để người ta thích bạn, tin bạn, rồi muốn lắng nghe bạn, rồi muốn đồng hành cùng với bạn. Cái năng lực đấy bạn có không? Nếu không có thì bạn sẽ chật vật. Kể cả làm chủ doanh nghiệp bạn cũng chật vật suốt cuộc đời thôi, làm chủ doanh nghiệp. Nhưng nếu bạn có cái đó rồi, bạn rất nhàn trong việc giao tiếp, trong việc phối hợp, trong việc đòn bẩy. Đấy nhá. Năng lực hiểu mình, năng lực hiểu người, rồi năng lực giao tiếp. Giao tiếp thì trong giao tiếp đấy bạn có biết cả phương pháp này, bạn biết các cái ngôn ngữ hiệu quả này. Rồi trong cái phương pháp giao tiếp đấy bạn biết là đọc vị được khách hàng của mình này, đọc vị được đối tác của mình, đọc vị được đồng nghiệp của mình này, đọc vị được nhân viên của mình, đọc vị được quản lý của mình. Bạn có thấy rằng là có những hôm họ đến rất vui vẻ, có những hôm họ đến thì rất là buồn, có những hôm họ trông thì rất là nhớn nhác, rất là hoang mang không? Những cái biến động như vậy bạn có hiểu được không? Và nếu bạn nhìn ra được điều đấy thì bạn sẽ giải quyết được vấn đề. Bạn sẽ rào rộng được cái doanh nghiệp của mình. Bạn sẽ giải quyết được những vấn đề nó bắt đầu, nó khởi phát từ lúc nhỏ nhất.
Tiếp theo này, bạn là bậc thầy trong việc giao tiếp rồi này, bạn bậc thầy trong việc là đọc vị người khác rồi này, để giao tiếp hiệu quả này rồi, bạn là phải trở thành một chuyên gia, một chuyên gia để thiết kế được cái kế hoạch chiến lược cho bản thân mình, cho doanh nghiệp mình, cho các phòng ban của bạn, cho những cá nhân của trong doanh nghiệp của bạn. Và một cái kỹ năng nữa là huấn luyện họ tìm ra cái phương pháp để hoàn thành được những mục tiêu mà cá nhân đặt ra, phòng ban của bạn đặt ra và cả cái doanh nghiệp bạn đặt ra. Tất cả những kỹ năng đó bạn có thì mới đảm bảo bạn không bị mất tiền, không bị rủi ro, không bị thua lỗ, không bị loay hoay, không bị trì trệ, không bị sập tiệm. Còn nếu không sẽ phải trả giá rất nhiều. Vậy thì một cái sự chia sẻ của tôi là trước khi bạn bỏ một đống tiền lớn ra để đầu tư vào mô hình kinh doanh, để khởi nghiệp, thì hãy đầu tư vào bản thân mình trước. Để mình hiểu tất cả mọi thứ, hiểu về con người, hiểu về xu hướng, hiểu về quy luật, hiểu về các phương pháp quản trị, phát triển. Trên thị trường thì có hết tất cả các công thức đó. Và khi bạn hội tụ được các công thức đó thì bạn sẽ giải quyết công việc một cách dễ dàng. Cho dù là giải quyết công việc đó với con người hay giải quyết công việc đó trên những thủ tục hành chính hay luật pháp. Một câu hỏi sẽ đặt ra là tại sao các bạn đang kinh doanh khó khăn như vậy? Tại sao cái giao tiếp của bạn với mọi người lại khó gây ảnh hưởng như vậy? Tại sao rất nhiều vấn đề mâu thuẫn hay là khó chịu xung quanh bạn lại xảy ra như vậy? Bạn có biết phải vì sao không ạ? Vì chính mình còn chưa hiểu mình thì làm sao hiểu được những vấn đề, những sự kiện hiện tượng khác ở ngoài kia được. Và khi bạn chịu khó đầu tư vào bản thân mình để hiểu tất cả những vấn đề đó thì mọi chuyện trở nên vô cùng dễ dàng và cuộc sống này vô cùng đơn giản các bạn ạ. Tất cả những nguyên lý của cuộc sống, tất cả những bí mật của cuộc sống, tất cả những con đường trở nên thịnh vượng, nó đều đang công khai trong cuộc sống này hết các bạn. Nó đều đang công khai hết các bạn. Ví dụ này, ví dụ như là về mối quan hệ, thì rất nhiều người thành công đã nói rằng gì? Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn dành thời gian nhiều nhất. Đấy, về mối quan hệ, để tạo nên cuộc đời thịnh vượng của bạn. Thì người ta đã nói là về mối quan hệ, bạn là trung bình cộng của 5 người bạn dành thời gian nhiều nhất. Vậy 5 người xung quanh bạn là ai? Thì bạn chính là trung bình cộng của 5 người như vậy. Vậy bạn muốn một cuộc đời cải thiện chất lượng hơn, lên một tầm mức cao hơn, ý nghĩa hơn, giá trị hơn, vậy xung quanh bạn là ai? Vì sao bạn lại cứ dành nhiều thời gian với những người như vậy? Đã bao nhiêu năm rồi bạn dành thời gian nhiều những người như vậy mà bạn thì cứ kỳ vọng rằng là mình phải phát triển, trong khi bạn liên tục vẫn giữ cái môi trường là như vậy, cái phong cách của bạn như vậy, cái cách chơi của bạn như vậy. Bởi vì những người xung quanh đấy, trung bình cộng đấy, nó sẽ kéo tụt bạn ở đúng cái điểm đó thôi. Rồi tiếp tục, đấy là mối quan hệ. Thế cái tiếp tục này, người ta nói nữa này, vừa rồi tôi chia sẻ các bạn là gì? Doanh nghiệp của bạn, hệ thống kinh doanh của bạn không bao giờ lớn quá cái khả năng của bạn. Bởi vậy, nếu doanh nghiệp của mình đang ở mức độ nào, mô hình kinh doanh của mình đang ở mức độ nào, đội nhóm của mình nó đang ở mức độ nào, sức mạnh nó ra sao, văn hóa nó thế nào, những người bên xung quanh mình nó ra sao, thì đấy là năng lực của mình, đấy là tầm mức của mình. Thế thôi, các bạn chỉ nhìn cái đơn giản đấy, cái gì nó cũng có bí quyết để nó chỉ ra vấn đề, nó rất rõ ràng như vậy. Rồi gì nữa nào? À, một cái câu nữa là gì? Bạn càng giúp được nhiều người giải quyết được vấn đề của họ thì bạn càng giàu. Vậy thì làm thế nào để bạn có thể giúp được nhiều người giải quyết được vấn đề của họ? Thì có phải là bạn gì? Bạn phải thấu hiểu được mình có cái năng lực gì và mình đang thiếu năng lực gì, thì bạn đi bổ sung vào. Bạn đi bổ sung vào. Và bạn có thể, khi bạn có cái năng lực để có thể giải quyết được hết những vấn đề của bất cứ ai xuất hiện trước mặt bạn, dù là nhân viên của bạn, dù là quản lý của bạn, hay là đối tác của bạn, bạn hàng của bạn, thì cái mối quan hệ của bạn với tất cả các đối tượng đó, nó có phải là nó tốt đẹp không? Vì bạn đã giúp họ như vậy rồi thì họ sẽ sẵn sàng gì? Hợp tác với bạn, tri ân với bạn và mong muốn bạn còn có mặt trong cuộc đời của họ nữa. Vậy thì doanh nghiệp của bạn mới bền vững được. Đấy là gì? Rất nhiều những nguyên lý, những quy luật
rồi gì nữa, trong việc xây dựng hệ thống kinh doanh, rồi trong cái việc bạn xây dựng doanh nghiệp, thì lại có một cái câu nữa của luật hấp dẫn này. Bạn sẽ hút những người giống bạn. Vậy bạn là ai? Rồi, chào bạn Lê Thanh, một chiến binh rất xuất sắc. Chỉ trong có 2 tuần thôi, các bạn sẽ kết nối bạn Lê Thanh. Để cái chủ đề hôm nay mà các bạn vỡ ra điều gì thì các bạn kết nối bạn Lê Thanh, để bạn Thanh sẽ chia sẻ những điều mà các bạn, mà bạn Thanh đã được học được, đã thay đổi một cách gì đột phá trong 2 tuần vừa qua. Còn bây giờ ta đang đi tiếp chương trình này, đang đi đến cái câu là bạn sẽ hút những người giống bạn, vậy bạn là ai? Bạn đã bao giờ để ý đến điều này chưa? Nếu bạn đang ở tầm mức nào đó thì bạn toàn hút những người xung quanh tầm mức đấy thôi, không thể nào hút những người trên được. Trong khi đó thì trong cái nghiệp kinh doanh của các bạn thì luôn luôn muốn hút người giỏi về với mình, nhưng chúng ta không bao giờ hỏi một câu rằng là vì sao người giỏi phải về dưới trướng của mình, vì sao người giỏi phải làm quân của mình. Đấy là một sự vô lý vô cùng khi chúng ta ra khởi nghiệp hay là xây dựng hệ thống kinh doanh ngoài kia. Chúng ta phải có bí quyết, chúng ta phải có cái cách thức để dù chúng ta không có thể là nhiều tiền như những đại gia, nhưng những đại gia buộc phải thích mình, bởi vì mình có một cái thứ gì đó mà họ cần. Cuộc sống này là phải cần nhau các bạn ạ. Con người chúng ta quan hệ với nhau trên lợi ích, nói đúng là như vậy. Nhưng lợi ích đấy thì nó tùy từng cấp từng mức, để chúng ta thấy rằng cái lợi ích đấy nó là cái lợi ích nó lành mạnh hay là cái lợi ích lợi dụng, thì nó lại tùy cái tầm mức hiểu biết của từng người để chúng ta hành xử cái điều đó trong xã hội, trong ứng xử. Livestream hôm nay tôi chỉ nhắn nhủ với các bạn, chia sẻ với các bạn một điều này. Trước khi chúng ta muốn kinh doanh, trước khi chúng ta muốn khởi nghiệp, thì để không thất bại mà để thành công 100%, tôi chắc chắn cam kết bạn 100%, các bạn phải đầu tư vào phát triển bản thân trước. Đầu tư vào phát triển bản thân trước. Và đầu tư vào cái gì? Tôi nói thẳng, đầu tư vào NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Đấy là cái gì vậy? Đấy là cái khoa học mà nghiên cứu cái bộ não của chúng ta, nghiên cứu cái trung tâm chỉ huy con người của chúng ta. Từ bộ não này, mỗi con người cụ thể, nó sẽ quy định rằng là mình nói gì, nói đúng thì sẽ tạo ra hiệu quả, mà nói sai thì gây ra sự mất đoàn kết. Vậy thì cái bộ não của mỗi người đều chỉ đạo cái việc đấy đấy. Thôi thứ hai này, cái bộ não này cũng thể hiện chúng ta những cái hành vi. Cái bộ não này cũng quy định chúng ta có cái cảm xúc, có những cái thái độ trước sự kiện hiện tượng, trước các mối quan hệ. Vậy thì thái độ nào thì sẽ làm cho mọi người cảm thấy mình là người thân thiện, là người dễ gần, thích hợp tác với mình? Và thái độ nào thì khiến người ta cảm thấy mình là người khó gần, người khó chịu, thậm chí người ta còn phán xét mình? Rồi các bạn đã học tiếp gì? Cái năng lực nhận thức, cái năng lực làm việc và cái năng lực phát triển của con người nó là vô hạn các bạn. Nhưng nếu không học thì chúng ta không bao giờ biết được là cái vô hạn nó ở đâu, cái vô hạn nó như thế nào. Và khi chúng ta hiểu biết được cái chuyện đó rồi, hiểu biết được mọi sự vận hành trong vũ trụ này rồi, thì cái sự là chúng ta tổng hợp đã có nguồn lực, khai thác các nguồn lực trong mình, nó kiến tạo nên chúng ta một cuộc đời đúng như chúng ta mong muốn các bạn. Để tôi chia sẻ với các bạn điều này. Có phải là mỗi khi mà nói đến chuyện phải học hành là các bạn thấy ngại vô cùng, các bạn thấy sợ vô cùng không? Ví dụ như là phải bỏ một khoản tiền nào đó từ 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu đi học là các bạn thấy sợ hãi vô cùng. Thế rồi là các bạn lại thấy là, đặc biệt là những người đi làm rồi, những người làm chủ doanh nghiệp rồi, phải bỏ ra 5 ngày, 7 ngày hay 10 ngày phải học một khóa học nào đó thì thấy rằng là sao mà dài thế vậy? Không có thời gian để học, bận lắm. Nhưng chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng ta mất 4 năm đại học, 5 năm đại học ra kiến tạo ra được điều gì. Chúng ta không bao giờ biết được rằng là 20 năm rồi, hay 10 năm rồi, hay 5 năm rồi loay hoay mãi mà không phát triển được doanh nghiệp thì nó nằm ở đâu vậy? Nó nằm ở cái thứ là những gì mà một con người biết hết rồi thì đã làm hết rồi, hết nhãn nguồn lực rồi, không thể nào thêm được nữa. Muốn thêm nữa thì phải bắt đầu phải du nhập cái thứ mà người khác đã làm thành công rồi, và bạn phải học được cái đó đưa vào mình là xong. Đấy là khởi nghiệp thành công. Đừng có sáng tạo cái gì.
khi cái nền tảng của chúng ta nó chưa dày dặn, nó chưa phong phú, nó chưa sâu sắc thì đừng sáng tạo. Hãy học cái người thành công, hãy học những mô hình thành công, hãy học những doanh nghiệp thành công, áp dụng mô hình đó. Và nếu chưa áp dụng được thì hãy vào làm quân của họ, làm quân của những CEO giỏi như vậy, để học được toàn bộ những kinh nghiệm, những trải nghiệm, những mối quan hệ, những cách thức ứng xử, những phong cách lãnh đạo. Học họ. Và nếu học họ rồi, trung thành với họ, thì họ sẽ gì? Sẽ giao cả cái sự nghiệp của họ cho bạn. Bây giờ hãy thử hỏi lại, nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn có cần những, bạn cần những người đồng nghiệp của mình không? Bạn có cần những người quản lý của mình không? Trung thành không? Để bạn có thể, bạn lớn lên một cái cấp độ nào đó thì bạn giao cái sự nghiệp bên dưới đó cho họ không? Và bạn sẽ gì? Tiếp tục là gì? Truyền hết tất cả những cái gì đó để gia tăng cái lợi nhuận cho họ thì cũng là cho bạn không? Vậy thì hãy tìm những người giỏi đó, làm việc với họ, làm quân của họ, làm phụ tá của họ, vừa được có lương này, không phải đau đầu này, vừa học được tất cả những cái thứ mà người ta phải mất hàng chục năm trời người ta mới tích lũy được, thì bây giờ người ta chuyển cho bạn. Người ta vừa phải trả lương cho bạn, người ta lại vừa dạy bạn. Và đến khi bạn chín muồi rồi, bạn học được tất cả các gì, các bán hàng, chăm sóc khách hàng, rồi marketing, rồi là quản trị nhân sự, rồi là tài chính, rồi là lãnh đạo, rồi là quy trình, và bạn nhuần nhuyễn cái việc đấy rồi, thì lúc đấy bạn chỉ việc là gì? Nhân cái việc đó ra thành cá nhân bạn, thành cái doanh nghiệp của bạn thôi. Thì thử hỏi, nếu bạn làm được cái việc như vậy thì làm sao mà mất vốn, làm sao mà thua được? Đấy là cái cách bạn đòn bẩy trong cuộc đời này, cái cách đòn bẩy khi bạn khởi nghiệp. Hãy tự hỏi mình, vì sao các bạn đang kinh doanh, vì sao các bạn đang phát triển hệ thống mà hệ thống nó cứ mãi nó không lớn được vậy? Nếu là doanh nghiệp thì nó có loay hoay. Nếu là hệ thống kinh doanh thì nó cứ được đầu trên thì nó mất đầu dưới. Rồi hệ thống đấy thì nó cứ im lìm, nó như là một, như một cái nghĩa địa vậy. Vì sao vậy mà bạn lại là một người lãnh đạo? Bạn là một người khởi nghiệp. Bạn cứ đang gì? Đau đớn để nhìn những đồng vốn của mình, hay nhìn cái cửa hàng của mình nó cứ im lặng, nó cứ chầm dần rồi, mà là nhìn tiền cứ ra đi, đội nón ra đi. Rồi một ngày nào đó thì bắt đầu lại bảo là thôi, hay là làm cái này nó không hợp, cái này nó suy thoái, nó hết thị trường rồi. Không phải đâu bạn. Cái năng lực. Chúng ta rất hào phóng. Chúng ta rất hào phóng trong việc là chi hàng chục triệu, chi hàng trăm triệu ra để mở cửa hàng, mở doanh nghiệp, rồi lại đóng cửa mất sạch. Nhưng lại rất là hạn hẹp trong cái việc là chi 1.000 đô, tức là 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu trong cái việc là học cái này để có thể lãnh đạo thành công doanh nghiệp. Thì rất đóng kín với cái việc để học, nhưng lại rất hào phóng để chi tiền vào những chuyện đi trà lá, đi cà phê, đi du lịch, đi cúng lễ, rồi đi tất cả nhiều thứ. Để hy vọng rằng là gì? Một cái sự tốt đẹp nào đó, một cái viễn cảnh nào đó sẽ xảy ra. Những cái mấu chốt, cái chìa khóa trong cái sự nghiệp chúng ta ấy, năng lực cá nhân của chúng ta không có thì không thúc đẩy được cái sự nghiệp chúng ta lên được. Và khoa học NLP sẽ là câu trả lời cho mọi thứ các bạn ạ. Rồi, phần chia sẻ của tôi, ồ thế mà dài đấy, 9 rưỡi nửa tiếng rồi. Và bây giờ tôi sẽ dành cái phần trao đổi với các bạn. Tôi dành cái phần trao đổi với các bạn để chúng ta chia sẻ với nhau những điều gì mà các bạn có thể thấy tâm đắc, những điều gì các bạn thấy có thể chưa đồng ý, rồi chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau, cùng mổ xẻ. Hãy thoải mái lên các bạn. Hãy bung hết đi, thoải mái đi ạ. Tôi là con người như vậy, đầy năng lượng và đầy nhiệt huyết để chia sẻ với các bạn. Vậy thì các bạn cũng gì, cũng thật cởi mở với tôi. Tất cả những điều gì với cái kỹ năng của một chuyên gia huấn luyện NLP, với cái kỹ năng của một nhà huấn luyện doanh nghiệp thuộc tổ chức PBCA, tổ chức huấn luyện các doanh nghiệp của Bắc Mỹ, tất cả những chương trình tôi học được rồi, nó đầy đủ những cái công cụ để có thể dẫn dắt một cá nhân, dẫn dắt một chủ doanh nghiệp tạo ra một doanh nghiệp đột phá bền vững các bạn. Để tôi chia sẻ điều này. Về vấn đề của doanh nghiệp các bạn, nếu các doanh nghiệp các bạn đang phát triển tốt thì có phải là có thêm 7 vấn đề này ra, mà 7 vấn đề này nó tròn trịa với các bạn, thì có phải doanh nghiệp các bạn đột phá bền vững không? Thứ nhất là bán hàng. Tôi chỉ nói khái quát thôi nhé. Thứ nhất là cái khâu bán hàng. Thứ hai là cái khâu marketing, để thị trường nhận diện được cái sản phẩm hay thương hiệu dịch vụ của bạn. Thứ ba là khâu gì? Chăm sóc sau khách hàng. Họ đến rồi thì bạn chăm sóc như thế nào? Chăm sóc đầu vào, rồi chăm sóc đầu ra, rồi chăm sóc hậu mãi ra sao? Chăm sóc sau bán hàng như thế nào? Rồi cái thứ tư là gì? Nhân sự. Nhân sự nó có đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp của bạn không? Cái thứ năm là tài chính. Tài chính trong doanh nghiệp
là có đang bền vững để trôi chảy không, để khi cần làm việc gì thì có dự phòng để làm việc đó không. Và cái thứ sáu là gì, là quy trình. Doanh nghiệp của bạn có quy trình không? Có quy trình để gì? Cái gì nó cũng thuộc ISO, ISO hết không? KPI hết không? Để nó không bị mảy may sơ sẩy hay bị lỗi ở một khâu nào không? Và cái thứ bảy cuối cùng là lãnh đạo. Năng lực lãnh đạo của người lãnh đạo. Có bảy vấn đề đó lớn, bảy vấn đề lớn đó. Rồi, từng vấn đề lớn đó bắt đầu mổ xẻ vào những vấn đề chi tiết. Trong bán hàng cần cái năng lực gì? Cần cái cách thức từng cá nhân trong đó, họ là ai? Họ sẽ tiếp cận khách hàng như thế nào, xử lý vấn đề như thế nào, đọc vị vấn đề khách nào, đàm phán như thế nào để hiệu quả, hay là giải quyết vấn đề của khách hàng như thế nào để khách hàng gì tôn trọng, tin cậy, muốn hợp tác mua hàng. Đấy chỉ riêng về bán hàng. Rồi có marketing, tất cả những thứ đó nó cũng đều công khai trên thị trường. Nhưng vấn đề là các chủ doanh nghiệp của chúng ta bắt đầu có biết là tìm khâu nào là khâu đột phá, và những bộ công thức, những bộ biểu mẫu, những bộ quy trình nào sẽ giúp chúng ta kiểm soát được rằng thế nào là chuẩn hóa, thế nào là hiệu quả nhất. Để các lĩnh vực đấy kết hợp được với nhau thì nó sẽ tạo ra một doanh nghiệp bền vững. Đấy các bạn, đơn giản như vậy thôi. Vâng, chào anh Hà Tuyên Vương. Đã. Chào mừng anh tham gia buổi livestream này. Và có vấn đề gì đó thì chào bạn Đặng Hương Thủy. Nào, bạn Đặng Hương Thủy, một học trò cũng đã tốt nghiệp chương trình nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy. Rồi, chào Thủy. Lại xa, có vẻ như xa một thời gian rồi. Có vẻ như năm nguyên lý đang bị trôi dần rồi. Năm nguyên lý là gì? Thứ nhất, phải sở hữu bằng được NLP. Phải sở hữu được. Nếu là chủ doanh nghiệp thì phải tối thiểu là master. Đầu tiên, phải sở hữu được NLP. Bởi vì sao? Bởi vì NLP nó mới giúp chúng ta hiểu mình và hiểu người, hiểu các cái công cụ, sở hữu các công cụ để có thể triển khai. Đầu tiên là như vậy đã. Rồi thứ hai là gì? Thứ hai là sống trong cái cộng đồng tích cực. Bởi vì chúng ta là trung bình cộng của 5 người. Phải sống trong cộng đồng tích cực. Để gì? Ở ngoài kia rất nhiều người đứng ở vùng hậu quả. Tức là gì? Chỉ có đổ lỗi thôi, than vãn viện cớ thôi. Vậy nếu thì bạn ra ngoài kia, bạn gặp khách hàng, bạn tương tác, bạn trao đổi, bạn gọi vốn, rồi bạn nói ý đồ, rồi chia sẻ kinh nghiệm. Và ở ngoài kia thì rất nhiều người là viện cớ, rồi đổ lỗi, rồi sợ hãi. Và bạn sẽ bị tụt năng lượng với những người như vậy. Và mỗi lần tụt năng lượng như vậy, bạn phải quay trở lại cái cộng đồng tích cực, để những cộng đồng đấy cho bạn tiếp thêm năng lượng, cho bạn thấy rằng gì, cuộc sống này là trải nghiệm. Cuộc sống này là trải nghiệm. Và có trải nghiệm thì chúng ta mới trưởng thành được, chúng ta mới phát triển được, chúng ta mới có năng lực, có kinh nghiệm để lần sau những việc đấy đến thì chúng ta vượt qua. Sở dĩ chúng ta thấy khó khăn trong bất kỳ vấn đề gì về cuộc sống hay công việc của chúng ta là bởi vì chúng ta chưa có kinh nghiệm hay chưa có năng lực để giải quyết nó, thế thôi. Nó đơn giản đến vậy thôi các bạn. Rồi, chào bạn Bùi Trung Quân. Chào các bạn, bạn Thương Gia Sư. Rồi, chào mừng bạn tham gia livestream này. Nếu tham gia muộn thì bạn có thể xem lại, để xem tất cả những cái gì có thể gợi cho các bạn điều gì không. Tôi đang nói đến điều là gì? Sở dĩ những gì mà chúng ta đang loay hoay, đang bế tắc, đang khó khăn trong cái mô hình kinh doanh, trong cái doanh nghiệp của mình, trong cuộc sống của mình, là bởi vì chúng ta không có năng lực để hiểu nó và năng lực để giải quyết nó, thế thôi. Và nếu chừng nào chúng ta còn tin vào rằng cá nhân ta có thể giải quyết được mà chưa sở hữu được NLP thì tôi tin rằng các bạn ạ, còn vất vả dài lắm. Tôi cam kết các bạn đấy. Một năm nữa đi, nếu các bạn mà khẳng định rằng là em không cần NLP, em vẫn phát triển và mọi chuyện cuộc đời em vẫn còn thăng hoa, ok, một năm nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau trong chương trình này và các bạn sẽ vào phản hồi tôi. Thoải mái. Thoải mái các bạn ạ. Bởi vì cuộc sống này nó có rất nhiều cái luật, rất nhiều cái nguyên lý mà nếu chúng ta không tuân theo, chúng ta sẽ chịu hậu quả ngay lập tức. Và trong cái nhiều cái video trong YouTube tôi cũng đã phân tích rồi. Ví dụ cái hộp nguyên nhân kết quả. Tại sao mỗi con người lại có một cái kết quả như hiện tại? Là bởi vì nó xảy ra bởi vì hàng ngày hành động như vậy. Tại sao lại hàng ngày hành động như vậy? Là bởi vì nó bắt nguồn từ suy nghĩ. Nghĩ như vậy thì sẽ làm như vậy. Tại sao lại suy nghĩ như vậy? Suy nghĩ như vậy bởi vì từ nhỏ đến lớn là chúng ta được học cái gì, ảnh hưởng ai, nó cũng thể hiện hết rồi. Và bây giờ chúng ta là gì? Chúng ta lại tin vào những cái thứ mà trải nghiệm chúng ta có để hy vọng tạo ra một cái đột phá đặc biệt trên thị trường. Rất khó các bạn ạ, không có đâu. Không muốn nói là không có thì còn cực kỳ khó. Phàm là cái gì mà mọi người đều biết thì nó không còn tạo ra hiệu quả nhiều nữa rồi.
Nên thức thời thông minh, chúng ta phải tìm cái thứ mà nhiều người chưa biết thì mới tạo ra sự khác biệt được. Vì chưa biết nhiều người mới tìm. Nhiều người tìm buộc phải qua bạn thì bạn mới tạo ra một kết quả lớn được. Còn nhiều người biết rồi, cùng tranh đua cái dịch vụ, tranh đua cái sản phẩm, tranh đua cái cách, cái phương pháp như vậy rồi thì làm sao bạn vượt trội lên được? Rất khó. Nào, bây giờ tôi sẽ muốn trao đổi với các bạn đi ạ. Các bạn đang có vấn đề gì trong công việc kinh doanh của các bạn, trong vấn đề doanh nghiệp của các bạn, và các bạn có cần, thực sự là các bạn có cần một phiên coaching để khám bệnh cho mô hình kinh doanh của bạn, một phiên coaching để khám bệnh cho doanh nghiệp của bạn không? Tôi sẵn sàng làm việc đó với các bạn. Tôi sẵn sàng tổ chức một cái buổi để mời các bạn là chủ những mô hình kinh doanh, là chủ những doanh nghiệp, một cái buổi huấn luyện gọi là khám bệnh doanh nghiệp, khám bệnh mô hình kinh doanh của mình bằng cái công cụ của PBCA, Business Coach License. Bạn thương gia sư, hôm trước bạn đã đến dự một ngày với tôi rồi và bạn tin tưởng rằng là tự em có thể giải quyết được vấn đề. Rồi tôi hẹn bạn một năm nữa. Và tôi thì rất muốn viết cho bạn một cái kết quả và phong bì và gửi cho bạn. Đúng một năm đấy bạn mở ra. Và tôi tin rằng đó là 95% chính xác. Chắc chắn như vậy luôn bạn ạ. Chắc chắn. Nào xin mời các bạn ạ. Nào xin mời các bạn. Em đang bị tụt năng lượng. Vậy thì có 5 cái nguyên tắc mà tôi vừa chia sẻ bạn. Một, bạn phải sở hữu bằng được NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Bởi vì bạn sở hữu được cái đấy thì bạn mới hiểu chính mình, bạn mới hiểu được người khác, và bạn mới hiểu được toàn bộ cái điều gì nhân quả nó đã dẫn đến mình như thế này. Thì bạn mới hóa giải được cái trong cái đầu của mình, nó mới không bị stress, không bị tụt năng lượng. Thứ hai, bạn phải sống trong cái cộng đồng tích cực. Bởi vì cái hiểu biết của chúng ta, nếu mà bắt đầu bước chân vào hành trình phát triển doanh nghiệp thì nó còn khá là hạn chế, chưa muốn nói rằng chưa được áp dụng vào. Thì cái cộng đồng tích cực đó, nhiều người người ta đã học rất nhiều lĩnh vực và họ có một cái trải nghiệm rất sâu sắc, rất cao rồi. Họ sẽ sẵn sàng chia sẻ với bạn những cái điều gì mà bạn còn chưa vỡ ra, chưa ngộ ra. Thì nhờ đó bạn mới đột phá ra được và bạn mới thấy nhẹ nhàng. Rồi bạn mới thấy ra giải pháp, thấy ra nguồn lực. Thứ ba, rồi bạn phải gì? Tập trung vào cái thứ mà bạn muốn trở thành. Nhưng để chúng ta biết được thế nào là cái thứ mà chúng ta muốn trở thành thì nó phải có công cụ đo lường để biết rằng việc đấy nó có bền không? Việc đấy nó có vi phạm vào cái gì không? Việc đấy nó có ảnh hưởng đến ai không? Hay việc đó nó làm lợi cho tất cả mọi người? Thì trong NLP cũng chỉ rõ, gọi là cái hệ sinh thái của NLP. Và nếu chúng ta vi phạm vào một trong bốn cái điều đó thì sự nghiệp cũng không bền được đâu. Không bền. Thì đấy, thì cái thứ mà ta tập trung vào nó cũng phải có công cụ để đo lường tại sao ta tập trung vào cái thứ đấy. Rồi tiếp tục lại. À, cái thứ tư nữa là gì? Rồi bạn bắt đầu gì? Đến... Thứ nhất là gì? Thứ nhất là phải sở hữu được NLP tối thiểu cấp độ Master. Thứ hai là gì? Sống trong cái cộng đồng tích cực. Thứ ba là tập trung vào cái mục tiêu mà mình muốn trở thành, cái kết quả mà mình muốn có trong cuộc đời. Và thứ tư là bắt đầu nhân bản. Khi bạn đã bắt đầu đầy năng lực, đầy xuất sắc rồi thì bạn bắt đầu nhân bản. Nhân bản ra quản lý của bạn, nhân bản ra nhân viên của bạn, nhân bản ra toàn bộ hệ thống kinh doanh của bạn và doanh nghiệp của bạn. Và cuối cùng, bạn đòn bẩy. Khi bạn đã xuất sắc rồi, bạn đòn bẩy được mọi thứ xung quanh bạn. Bạn đòn bẩy được mọi thứ trong vũ trụ này, trong xã hội này. Đấy các bạn ạ. Chào bạn Võ Hiếu. Ok. Một chuyên gia marketing. Các bạn đang cần marketing thì sẽ kết nối với bạn Võ Hiếu. Một chuyên gia marketing ạ. Sừng sỏ trên thị trường. Trong tay đang có đội ngũ được khoảng 20 bạn sẵn sàng thúc đẩy doanh thu. Đây thì tôi đang mời một số bạn mời một số bạn đã từng. Tôi đang sẽ phê duyệt và tôi mời một số bạn đây rồi. Tôi sẽ mời một số bạn và nếu các bạn có trong ấy này thì các bạn sẽ vào chia sẻ thêm. Nào, xin mời các bạn đi ạ. Các bạn có vấn đề gì thì trong vấn đề mô hình kinh doanh, trong vấn đề cửa hàng kinh doanh hay trong vấn đề doanh nghiệp của các bạn thì chúng ta cùng chia sẻ ạ. Nào, tất cả chúng ta sẽ đều học được bài học của nhau. Nếu chúng ta chia sẻ. Không có điều gì mà chúng ta phải giấu giếm cả. Các bạn thấy đấy, tôi chia sẻ hết mình những cái gì mà tôi trải nghiệm, những cái gì mà tôi rút ra và những cái gì mà tôi học hỏi được. Và những cái điều đó nó là những cái nguyên lý, nó là những cái công thức, nó là những quy trình, nó là những biểu mẫu
và nó chỉ cho chúng ta nếu chúng ta đi lệch, đi trượt khỏi những đó thì sẽ vất vả và gian nan vô cùng trong việc hướng đến thành công hay hướng đến một cuộc sống hạnh phúc. Bởi vậy là gì? Chúng ta đừng có giấu các bạn. Tiện đây thì chia sẻ thêm một chút các bạn. Chúng ta có 4 cái lớp. Rồi, bạn Trần Thu Giang, chào mừng bạn. Bạn Trần Thu Giang, tôi sẽ có thể thì bạn sẽ nói chuyện với tôi. Đang trong quá trình phát triển bản thân. Thì cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ấy, cái điều đầu tiên mà cái thứ kỹ thuật, cái thứ kiến thức đầu tiên các bạn phải học là lập trình ngôn ngữ tư duy. Và làm sao phá tan sự trì hoãn. Các bạn ạ, bạn có thấy rằng là nếu bạn mà tra Google, bạn mà tra Google cái chữ là làm sao để phá tan sự trì hoãn thì có hàng nghìn kết quả cho bạn không? Đấy là giải pháp đấy bạn. Đấy là giải pháp đấy bạn Thu Minh à. Đó. Rồi bạn Trần Thu Giang nữa. Em đang quá trình học phát triển bản thân. Thì em học cái gì? Thì bạn sẽ chỉ cần là nhìn những người đi trước đang học cái thứ của bạn có thành công không? Và nếu lựa chọn trong đó, nếu bạn vẫn tiếp tục học cái môn đó, thì hãy tìm một người thành công nhất trong số đó để học, xem họ đã học như thế nào. Chứ bạn thấy rằng gì? Rất nhiều khóa học, rất nhiều khóa huấn luyện, chương trình huấn luyện, rất nhiều trại, rất nhiều game, nhưng sau đó cái tỷ lệ đó thì sao? Những chương trình NLP của tôi không dạy, mà tôi coach, tức là tôi huấn luyện. Tôi huấn luyện thì các bạn mới có vượt qua trì hoãn được. Huấn luyện thì các bạn mới có những cái kỹ năng kỹ thuật được. Chứ không phải là chúng ta chỉ đến để nói những mớ lý thuyết, rồi chúng ta chỉ đến chỉ hô hét. Không phải đâu. Bởi vì hô hét xong ấy, thì ở trong cái môi trường đấy, tất cả những cái chất như là melanin, oxytocin, rồi dopamine nó kích hoạt các bạn lên. Rồi nhìn ai có mặt cũng bừng bừng như là trở thành triệu phú đến nơi rồi. Rồi ra đến ngoài thì sao? Ra đến ngoài thì chúng ta phải đối mặt với cuộc sống cơ mà. Chúng ta phải giao tiếp với khách hàng mà. Chúng ta phải giao tiếp với đối tác mà. Chúng ta phải tiếp cận với những người lạ mà. Vậy thì những kỹ năng ấy ở đâu? Lúc đấy nói là không có. Vậy thì bán cái gì được bây giờ? Bạn gây ảnh hưởng được với ai để bạn bán được cái gì, hợp tác được với ai bây giờ? Bởi vì muốn bán được cái gì cho ai, muốn hợp tác được cái gì ai, chúng ta phải đạt được một cái cấp độ tin tưởng nó rất là lớn, rất là sâu sắc thì mới bắt đầu mới triển khai được việc khác, mới thành công, mới ra kết quả được. Rồi, chạm bạn Uyên Duy Tân, rồi Bùi Trung Quân, em được gặp thầy trong thời gian rất ngắn trong lớp học đón đầu tương lai của FD, thấy rất tuyệt vời. Giờ cảm ơn bạn Bùi Trung Quân nhỉ. Rồi, đúng rồi, tuyệt vời, chúc bạn Trần Thu Giang. Nếu bạn học đúng lập trình ngôn ngữ tư duy và bạn tìm đúng được những người thầy có thể kích hoạt được bạn, thì tôi tin rằng chỉ sau một năm thôi, bạn có cái bước tiến vượt bậc. Chúc mừng bạn. Mentor Huy, chào bạn. Rồi, các bạn ạ, sẽ chia sẻ vấn đề của mình đi ạ. Đặc biệt là những người bạn mà có cái sự băn khoăn hay e ngại gì đó thì các bạn cứ mạnh dạn là kết nối bằng message với tôi. Tôi sẽ trả lời hết tất cả các bạn những vấn đề của các bạn. Đúng rồi, bạn Thương gia sư nói rất đúng. Thế thì phải có kỹ năng và nguồn lực bên trong phải mạnh mẽ, đúng rồi. Vậy thì tiêu chuẩn nào là mạnh mẽ? Thế nào là biết là mạnh mẽ? Đấy. Ví dụ như là những nhà huấn luyện như chúng tôi nhìn một người như thế nào chúng tôi biết ngay lập tức, và họ có kết quả như thế nào biết ngay lập tức thông qua gì? Thông qua trạng thái cảm xúc của họ, thông qua những việc họ làm, thông qua ngôn ngữ của họ thể hiện, thông qua cái ánh mắt của họ nhìn, thông qua những cái nhạy bén giác quan của họ khi giao tiếp, biết ngay mà. Và đúng rồi, tự tin bản thân. Chúc mừng bạn, bởi vì bạn đã đạt đến cái cấp độ này rồi, thì đã đạt cấp độ này rồi thì cũng nhanh thành công thôi. Nào, tôi đang chờ đợi sự trao đổi từ các bạn nữa đây ạ. Bạn Thư gia sư thì tôi sẽ rất muốn rằng trao đổi riêng với bạn nữa, bởi vì
Tất cả những cái điều mà bạn nói đúng rồi, nhưng chúng ta phải đi chi tiết hóa vấn đề. Tự tin vào bản thân, thế nhưng mà ta đang tự tin vào cái gì? Đâu là những cơ sở để ta tự tin? Hay là chúng ta đang tự tin vào những cái thứ mà chúng ta đang có? Mà những thứ chúng ta đang có từ xưa đến nay là gì? Những thứ mà chúng ta tự tin từ xưa đến nay có thì chúng ta đã làm hết rồi. Vì thế chúng ta mới đang có cuộc sống hiện tại, kết quả hiện tại. À, bạn Trịnh Minh Thu một câu hỏi đây rất hay đây này. Câu hỏi này là vào trực tiếp vấn đề này. Làm cách nào để mình có thể kết thân với người giỏi trong khi mình chưa giỏi? Thì có mấy thứ. Một là bạn hãy trở thành một đệ tử trung thành của họ. Một đệ tử trung thành của họ, tuyệt đối trung thành của họ, chăm chỉ trung thành của họ. Thì họ thấy được cái điều đó ở bạn thì họ mới bắt đầu là muốn bạn trở thành cái team của họ và họ sẽ đào tạo bạn. Thì họ bạn sẽ trong hàng ngũ của họ. Hai, bạn phải đi học được một cái điều gì đó, một cái kỹ năng kỹ thuật nào đó thuộc cái sở trường, thuộc gu của họ thích thì họ sẽ muốn bạn ở bên cạnh họ. Bởi vì cái nhu cầu của họ là cần đến bạn, cần bạn giúp cho điều đấy. Nên bạn hãy nhớ cái phần đầu tôi chia sẻ là gì? Jim Rohn ông ấy nói rằng bạn càng có cái năng lực mà giải quyết được vấn đề cho nhiều người, bạn càng giàu. Vậy thì đi học cái năng lực đó các bạn ạ. Đấy. Bạn muốn chơi với nhóm người nào thì hãy tìm hiểu cái gu nhóm người đó. Phần đông và đa số họ thích cái gì thì bạn hãy học cái thứ để bạn trở thành vượt trội của cái thứ đó. Thì những người đó muốn kết nạp cái mảng thiếu đấy vào cái team của họ. Được chưa bạn? Đấy. Trần Thu Giang câu hỏi hay. Đúng rồi. Rồi. Chào bạn Trần Ngọc. Ok các bạn tiếp tục đi ạ. Những câu hỏi như là cái câu hỏi của bạn Trịnh Minh Thu rất là hay và tôi rất hào hứng khi trả lời được cái điều đó, bởi vì nó không còn là lý thuyết nữa mà nó trực tiếp đã đi vào cuộc sống của chúng ta. Và đấy là một câu trả lời hoàn hảo cho bạn rồi đó. Một là bạn hãy làm đệ tử của họ. Và người ta sẽ rất quý bạn và người ta muốn bạn đồng hành trọn đời với họ để người ta có thể giao cái sự nghiệp của họ cho bạn. Truyền hết tất cả những cái trải nghiệm của họ, những cái kinh nghiệm, năng lực của họ, kiến thức của họ cho bạn. Và để muốn bạn là gì? Làm gia tăng cái khối tài sản, cái khối lợi nhuận cho họ. Hoặc thứ hai, bạn phải có một cái kỹ năng kỹ thuật mà cái doanh nghiệp của họ, sự nghiệp của họ cần, cái gu của họ cần, thì họ sẽ muốn bạn bên cạnh bạn mãi. Đấy. Nào tiếp tục ạ, xin mời các bạn những câu hỏi tiếp theo ạ. Bùi Thị Trúc, rồi chào bạn, ngày mai rồi chúng ta sẽ gặp nhau rồi. Và các bạn nhé, các bạn sẽ kết nối với bạn Bùi Trúc Thủy hay Thủy Trúc ạ. Rồi, ngày mai bạn ấy sẽ tham gia cái khóa huấn luyện NLP của tôi trong thành phố Hồ Chí Minh. Và như các bạn biết thì tôi đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai thì tôi sẽ có một cái khóa huấn luyện, khóa NLP nguyên bản của ABNLP Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện cho cả một cái tổ chức đại diện phía Nam, một cái tổ chức kinh doanh. Và trong đó thì có bạn Bùi Trúc Thủy đây. Các bạn sẽ có thể kết nối với bạn từ hôm nay đi. Và để sẽ hỏi bạn ấy từng ngày một là chị ơi thế thì một ngày hôm nay chúng ta học cái gì, chị học được cái gì, nó có hay không, có giá trị không, thì các bạn sẽ có những cái câu trả lời nó rất là xác đáng, nó khách quan. Rồi cảm ơn bạn Trần Thu Giang. Và các bạn biết đấy, sau ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh sau đến ngày mùng 3 thì sau 6 ngày khóa học đấy kết thúc thì tôi lại lộn ngược trở về Hà Nội ngay và lại tiếp tục một khóa nữa là ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 và 12, 13, 14. Cái khóa học NLP Break nguyên bản của AB NLP Hoa Kỳ luôn luôn nó tổ chức là 6 ngày. Thì tôi luôn luôn tổ chức vào gì? Thứ 6, thứ 7, chủ nhật của tuần này, xong lại tuần kế tiếp lại thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và thiệt thòi rất lớn các bạn ạ. Thiệt thòi rất lớn khi các bạn không dám học NLP. Đấy là cái thiệt thòi mà các bạn không dám hiểu bản thân mình. Mà chừng nào các bạn còn không dám hiểu bản thân mình thì các bạn còn thua thiệt về tài chính, các bạn còn cảm thấy stress trong cái trạng thái tinh thần mình rất nhiều. Một câu nữa hay của bạn Mentor Huy, anh cho em hỏi làm sao để tạo được lòng tin cho khách hàng? Làm sao để tạo được lòng tin cho khách hàng thì thứ nhất là em phải thực sự sống vì khách hàng, em phải thực sự có cái năng lực
giải quyết vấn đề mà khách hàng cần và thực sự có cái tâm sống vì khách hàng, tâm giải quyết vấn đề vì khách hàng thì khách hàng sẽ tin em. Bởi vì em đã bao giờ em ngồi trước ai mà em thấy không thể tin được cái ngồi người đối diện mình không? Đấy là cái năng lượng vô hình tự trong chúng ta đã toát ra rồi mà chúng ta chưa học về cái năng lượng vô hình này, cái luật là gọi là bước nhảy lượng tử này. Và có rất nhiều tài liệu để chứng minh rằng cái gốc gác của con người chúng ta cuối cùng là sóng, cuối cùng là năng lượng. Rất hay về cái điều đó. Và khi con người ta suy cho cùng là sóng, là năng lượng tụ họp như này, là các vật chất cấu thành này, trong các bài viết tôi trước đây đã phân tích rất rõ rằng con người ta cuối cùng là con người ta chúng ta này, là răng, là tóc, là móng tay, móng chân, là tất cả mọi thứ này, thì cuối cùng là triệu triệu tỷ tỷ những loại vật chất khác nhau và nó tụ thành thôi, cũng vẫn là âm và dương mà tạo thành. Và suy cho cùng vật chất đấy là dưới vật chất là gì, là nguyên tử. Dưới nguyên tử là gì nữa, là hạt quắc. Dưới hạt quắc là gì nữa, nó là sóng và năng lượng. Người ta suy cho cùng tất cả những cái thứ nhỏ nhất nhỏ nhất nhỏ nhất của con người chúng ta hay bất kỳ vật chất nào trong vũ trụ này đều là thế. Vậy thì bạn thấy đấy, con người chúng ta đều là kết hợp của triệu triệu tỷ tỷ vật chất, là có sóng và năng lượng. Vì thế chúng ta ngồi với nhau, giao tiếp với nhau mới thấy rằng là có người thì đạt được sự tin tưởng, có người thì đạt được sự gần gũi, nhưng có người thì lại càng ngồi thì càng thấy chán. Như vậy thì gì? Đó là bên trong như thế nào thì nó toát ra bên ngoài như vậy, nó gọi là luật tương đồng. Các bạn có thấy nếu các bạn làm nghề tư vấn, các bạn làm nghề bán hàng, các bạn bán hàng cho khách hàng thì hãy kiểm nghiệm lại trong mình nó đang có một cái tinh thần, một cái trạng thái như thế nào với khách hàng. Thực sự là đang muốn thực sự là giúp khách hàng giải quyết được vấn đề cho khách hàng hay là lấy phần trăm của khách hàng? Và nếu như đặt ra câu hỏi này thì 99,99% đều nói là ô, tôi làm cái điều đó là vì khách hàng đấy chứ. Và như có thể như vậy thì chúng ta không hiểu mình rồi. Chúng ta đang cố bọc, cố tạo ra một cái vỏ bọc rồi. Bởi vì nếu chúng ta làm tâm huyết 100% vì khách hàng thì cái kết quả xảy ra nó sẽ to lớn lắm. Làm thế nào để luôn giữ được năng lượng đỉnh cao, đó là bạn phải hiểu mọi thứ quy luật trong cuộc sống này. Bạn phải hiểu được chính mình. Bạn phải hiểu được người khác. Bạn phải hiểu được nhân quả từ con người cho đến sự kiện hiện tượng. Vì thế nên bạn sẽ thấy rằng mọi sự kiện hiện tượng nó xảy ra trước mắt mình, nó là những chuyện phải đến, nó là những chuyện xảy ra, và vì bạn đủ năng lực để biết những điều đó nên bạn thưởng thức nó chứ không phải bạn phản ứng với nó. Cuộc sống này là thưởng thức. Nào, có phải là những thách thức, những khó khăn nó đến với chúng ta để làm gì? Để nó chỉ cho chúng ta biết rằng là chúng ta chưa có năng lực, chúng ta chưa có hiểu biết để hiểu về vấn đề này, nên chúng ta phản ứng lại với nó bằng việc là chúng ta bị suy giảm năng lượng, chúng ta bị tụt năng lượng, chúng ta bị stress, chúng ta bị đau khổ, chúng ta cảm thấy mình bị bất hạnh. Thế nhưng mà những cái điều này thì gì? Nó đến liên tục ấy mà. Tại sao người khác thì không bị như vậy mà mình thì lại bị như vậy? Đó. Nếu chúng ta hiểu về cái nhân quả, tại sao một con người người ta lại có cái lối ứng xử như vậy, tại sao người ta lại có hành vi như vậy, tại sao người ta lại dùng cái ngôn ngữ như vậy, thì chúng ta sẽ biết ngay lập tức gì, thế thì cuộc đời của họ sẽ như vậy. Và ta hiểu an nhiên như vậy thì ta sẽ không còn phán xét ai nữa. Ta sẽ không thấy người này rằng hơi bị chậm rồi, hơi bị đần rồi, hơi bị khó tính rồi, hơi bị gì nữa. Bởi vì chúng ta đã hiểu gốc gác tại sao họ trở thành như vậy rồi. Và nếu họ đã có cái ngôn ngữ như vậy, đã có cái hình hài như vậy, đã có cái thái độ như vậy, đã có cái cách ứng xử như vậy, đã có năng lực như vậy, thì cuộc đời của họ đã như vậy rồi. Tại sao chúng ta còn phải phán xét, còn phải chê bai hay là còn phải thù hằn gì nữa? Chúng ta chỉ có một cái năng lực là tôi muốn giúp bạn để giải quyết cái vấn đề đó, để bạn hạnh phúc, bạn thành công. Và nếu như chúng ta luôn luôn sống với cái thái độ đấy, sống với lòng chân thành như vậy, thì bạn sẽ giữ được năng lượng đỉnh cao. Ví dụ như tôi đang chia sẻ với các bạn, có bằng năng lượng đỉnh cao không? Tôi biết rằng, tôi tin rằng các bạn đang nhận ra điều đó. Và tôi có cần phải dựa vào sách vở nào không? Không, bởi vì bên trong đã có sẵn rồi. Bất kỳ vấn đề nào nó đã đến đây thì bên trong nó đã có rồi, nó chỉ việc là chia sẻ lại với các bạn mà thôi. Thế thì cái gì giúp tôi có được cái điều đó? Khoa học lập trình, ngôn ngữ, tư duy. Bởi vì tất cả nó phát triển, nó đi ra từ đây. Và khi chúng ta có cái này là gốc rồi, thì bạn sẽ hiểu được là mọi nguồn lực nó ở trong vũ trụ này nó công khai và bạn chỉ việc hút thôi. Và khi bạn đã có năng lượng cao rồi thì bạn hút tất cả mọi thứ. Bạn đọc cái gì nó cũng rất nhanh hiểu.
cái gì va vào bạn nó cũng rất nhanh ra giải pháp. Và cứ va vào một thì nó sẽ cho bạn kích hoạt được 10. Tuyệt vời vô cùng bạn ạ. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều biết rằng nhiều khoa học chỉ ra rằng chúng ta mới chỉ có vận động cái bộ não của mình có 2% hay có 3% hay 5% là cùng thôi mà. Vậy thì chúng ta còn những 95%, 98% cái neuron của não bộ này chưa được kích hoạt. Nhưng mà đấy, vì 95% cái neuron thần kinh bộ não chúng ta chưa được kích hoạt nên mỗi lần kích hoạt thì nó sợ hãi vô cùng. Nó sợ hãi vô cùng và nó chỉ muốn dìm chúng ta lại thôi, và chúng ta lại không hiểu mình đang hoạt động theo cái cơ chế như vậy, nên vì thế chúng ta lại kìm hãm toàn bộ cái năng lượng, cái năng lực của mình. Đấy là một cái điều sai lầm vô cùng. Và đấy là một cái điều mà gì khiến cho 95 cho đến 98% chúng ta sống một cuộc đời bình thường. Các bạn hãy quay trở lại cái phần đầu tôi nói. Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì trong cuộc sống này, hãy đầu tư vào cái này trước. Hãy đầu tư vào phát triển bản thân trước. Bạn sẽ hiểu được toàn bộ mọi thứ. Và vì hiểu được toàn bộ mọi thứ thì bạn bắt đầu là có năng lượng này, bạn có trình độ này, bạn có năng lực này, bạn làm được tất cả mọi thứ. Bạn sẽ không lãng phí thời gian, không lãng phí tuổi trẻ, không lãng phí tiền vốn, không lãng phí tất cả cái uy tín của mình nữa. Còn nếu không hiểu, chúng ta lãng phí nhiều thứ lắm. Cho đến cuối đời cũng vẫn không hiểu ra điều đó là tại sao. Chỉ có tiếc nuối những cái thứ mà gì cuộc đời này không làm được mà thôi. Đến cái phút cuối tiếc nuối như vậy rồi cũng không biết là tại sao cuộc đời mình lại xảy ra như vậy. Rất nhiều trường hợp như vậy mà. Đúng rồi, các bạn ạ. Bạn thông minh. Như tôi vừa chia sẻ đấy. Bộ não chúng ta và năng lực của chúng ta mới chỉ kích hoạt được có 3%, 2% với 5% thôi. Còn lại là 95% khi nó đang ngủ yên. Nó đang ngủ yên. Thế nhưng mà mỗi lần chúng ta vẫn động chạm đến nó, bảo là phải đi học, phải dành thời gian nghiên cứu, phải rèn luyện bản thân, thì bắt đầu nó sợ. Cái đấy nó liên quan đến gì? Các bạn xem kỹ 5 cái video của tôi là gì? Vận dụng sức mạnh tiềm thức. Thì các bạn sẽ hiểu tại sao các bạn sợ. Tại sao chúng ta trở thành cái thứ này. Và cái gì nó đang dẫn định chúng ta vậy. Một cái khuôn mẫu bên trong nào nó đang dẫn định tất cả các hành vi, hành động bên ngoài của chúng ta vậy. Thì các bạn sẽ hiểu rõ tại sao như vậy. Thì sau đó dần dần thì cái khoa phát triển bản thân nó sẽ ngấm vào các bạn. Các bạn bắt đầu hiểu ra những nguyên lý, hiểu ra những quy luật, hiểu ra là tại sao mình lại như thế này, và làm thế nào để mình có thể đột phá, làm thế nào để mình luôn có năng lượng đó. Ok. Rồi, 10 rưỡi rồi. Buổi chia sẻ này là 1 tiếng rồi. Vậy nếu như các bạn không còn những cái câu hỏi nào nó thật sự mang tính nó sát sườn và thiết thân với mình nữa, thì có lẽ chúng ta cũng phải dừng buổi ở đây để cùng nhau chia sẻ trong một nội dung khác ở một điều khác. Và như tôi đã chia sẻ với các bạn, đây là một cái nội dung mà bất kỳ khi nào mà tôi lên sóng để chia sẻ với các bạn cũng là đều là những cái tâm huyết của tôi để chia sẻ với các bạn, để gợi ra một điều gì đó, một suy nghĩ nào đó, một giải pháp nào đó để các bạn cải thiện được mọi chuyện xung quanh mình. Anh quên em rồi, chưa quên đâu, hiểu? Nào, chưa quên đâu. Em có thấy là anh đang nỗ lực Nam Bắc không? Là cái dự án của anh em mình chưa quên được. Đó, chưa quên được. Và nó đang chuẩn bị những nền tảng vững chắc. Chúng ta phải hiểu biết rằng chúng ta đang làm cái gì và lúc nào là lúc bắt đầu triển khai, thì nó mới không bị giật gấu, không bị vá vai, không bị thiếu hụt, rồi không bị mất lòng nhau, rồi không bị gì mất lòng tin của nhau. Đấy là điều đấy đấy. Rồi. Ok, ngày mai đó. Chào bạn đây, Huỳnh Duy Tân đây rồi. Và có thể là ngày mai là một trong những thành viên có mặt trong khóa học NLP của tôi. Bây giờ thì tôi cũng xin phép được nghỉ ngơi thôi, để ngày mai bắt đầu là trao toàn bộ cái năng lượng cho những học viên, những thành viên trong khóa NLP trong thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chào bạn. Nếu các bạn mong muốn về tìm hiểu NLP, nếu các bạn mong muốn có cái sự đột phá mạnh mẽ trong năm 2019 này, hãy kết nối với tôi đi bạn. Cái thiệt thòi lớn nhất của các bạn là không sở hữu được, chưa sở hữu được NLP, thì nó sẽ còn khiến các bạn còn loay hoay dài. Từ trái tim tôi, một trainer, một NLP, một business coach doanh nghiệp đặt đẳng cấp đến đẳng cấp quốc tế các bạn ạ, muốn các bạn sở hữu những công cụ để có thể thay đổi được bản thân các bạn, thay đổi được công việc, sự nghiệp của bạn và cuộc đời của bạn. Rồi, bây giờ chúc các bạn ngủ ngon. Hãy kết nối với tôi đi, đừng ngại nhé, trên message. Chào bạn.